Hey yo, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Quân Design. Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn xóa mụn cực nhanh chỉ với một vài nốt nhạc trong Photoshop. Nào, chúng ta cùng bắt đầu nhé. Rồi thì đây là mình có một cái tấm ảnh mà một khuôn mặt có mụn như thế này. Thì đó có thể là một tấm ảnh của chúng ta cần chỉnh sửa để cho nó đẹp hơn để đăng Face chẳng hạn. Rồi thì chúng ta làm như sau ha. Việc đầu tiên là chúng ta nhân Ctrl Z để nhân đôi layer lên. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ vào cái công cụ Clone Stamp, là cái công cụ cái chỗ này các bạn. Rồi chúng ta nhấn ngoặc vuông để phóng to hay phóng nhỏ tùy ý chúng ta nhé. Rồi chúng ta sẽ đè Alt+Net để chúng ta lấy được cái vùng da mà nó không bị mụn, chúng ta đắp vào. Rồi chúng ta đắp vào. Ở đây cũng vậy, chúng ta cũng lấy cái vùng da không bị mụn, chúng ta đắp vào. Đây mình cho nó nhỏ hơn. Rồi, chúng ta so sánh đây là trước khi chỉnh sửa này, chúng ta thấy có những cái nốt mụn rất là to luôn. Rồi, còn đây là bức ảnh sau khi chúng ta đã xóa mụn bằng Clone Stamp. Rồi, nếu các bạn muốn mình làm gì, hướng dẫn điều gì thì hãy để lại comment dưới phần bình luận nhé. Hy vọng video này sẽ giúp ích cho công việc của các bạn. Hãy chia sẻ đến với bạn bè để cùng học tập nhé. Và đừng quên like, subscribe và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video hữu ích nào đến các bạn nhé. Tạm biệt các bạn.